Xin giới thiệu các bạn, đây là cái loại mẫu chậu ly. Và cái mẫu này thì chúng tôi vừa thiết kế trong khoảng tuần này. Thì đối với mẫu chậu ly bên cơ sở mình thì cung cấp là hai bộ mẫu chậu ly. Thì một loại thì nó cao là 7 tấc, có nghĩa là 70 cm, và một loại là 50 cm. Với cái bán kính, với cái đường kính của cái chậu ly khoảng cao khoảng 70 cm này thì nó là 50, lọt lòng là 50, là nửa mét lọt lòng là 50, và chiều cao nó là 70. Chiều cao của chậu là 70. Về cái chậu ly nhỏ thì nó chiều cao của nó là 50 và lọt lòng của nó là 30. Thì bên chúng tôi cung cấp cho các bạn thêm hai mẫu chậu ly này. Với giá thành của nó là bộ chậu ly nhỏ thì nó là 900 ngàn một bộ, còn bộ chậu ly mới này, lớn này, thì nó là 1.200.000 đồng. Hai mẫu chậu ly thì nó giá là 2.1 triệu. Đối với những bạn nào mà đặt chọn một bộ, có nghĩa là hai bộ, thì chúng tôi sẽ lấy là 1.800.000 đồng ha, bớt cho các bạn 300.000 đồng, và mình sẽ miễn ship gửi đến nhà. Thì đối với hai bộ chậu này thì đối với cái chân của nó là cao là 30, và cái thân chậu của nó là cao là 40 cm, là hai cái chậu nó là 70. Còn về chậu ly nhỏ thì chúng tôi thiết kế là 25 cm, và phần chậu là cũng là 25 luôn. Thì vì cái chậu nhỏ này chúng ta thiết kế là 50-50, có nghĩa là chiều cao giữa chậu và chiều cao của phần đế thì hai loại này sẽ bằng nhau. Tại vì nhỏ thì nó sẽ vững hơn, chiều cao nó thấp sẽ vững hơn cái chậu lớn. Đối với chậu lớn này thì nó sẽ chiều cao nó hơn nhau một tấc, vì khi lớn thì cái chiều cao nó rất là cao. Khi mà cao như vậy chúng ta trồng những loại cây, cây cảnh vô thì nó sẽ tạo một độ vững cho cái chậu của mình, tại vì cái khối lượng đất để trong chậu rất là lớn. Chúng tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem về cái phần vành miệng của cái khuôn chậu ly này. Đối với một bộ chậu ly này thì nó đặc biệt hơn những loại chậu khác là chúng ta sẽ cố định vào chiều cao và chiều rộng của phần chậu. Đối với khuôn này chúng ta sẽ giữ cố định như vậy. Chúng ta có thể tăng đưa, nhưng mà tăng đưa với cái tỷ lệ rất là thấp, có nghĩa là cái chiều cao của nó là vẫn cố định. Và các bạn muốn làm cho nó lớn ra thì đọt lòng là 50, các bạn sẽ tăng đưa ra khoảng cỡ là 0.5 cm nữa, có nghĩa là 55, và tối đa là 60 thôi. Nếu các bạn tăng đưa nữa thì cái chậu nó sẽ không đẹp. Đối với cái chậu ly nhỏ này thì các bạn sẽ giữ cố định của nó là chiều rộng nó là 3 tấc, lọt lòng là 3 tấc, và chiều cao của nó là từ đế đến chậu là nửa mét, có nghĩa là 50. Và các bạn không nên tăng đưa ra vì nó mẫu này thì nó đã chuẩn như vậy rồi. Về cung cấp thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn là hai bộ chân và hai khuôn quay chậu ly khác nhau, tại vì mỗi loại chậu ly này chúng ta đều có một cái đôn khác nhau, vì thiết kế cho nó là phù hợp với chiều cao và thước tắc của chậu. Thì về quay miệng thì chúng ta cũng quay miệng giống như những chậu bình thường, nhưng mà chúng tôi sẽ thiết kế cái quay miệng khác nhau giữa cái loại chậu ly nhỏ và chậu ly lớn. Thì các bạn có thể là, nếu mà các bạn có qua tay thì các bạn sẽ điêu khắc lên trên cái thân chậu của mình. Thì đây là qua văn chúng tôi đã khắc lên cơ bản bằng thủ công thôi. Còn đây là những loại chậu ly bình thường chúng tôi không có điêu khắc lên. Thì các bạn nào có trình độ về cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ điêu khắc thêm một cái số qua văn để cho cái chậu nó tăng phần thêm giá trị của nó. Như chúng tôi đã nói thì các bạn nếu mà đặt một bộ thì chúng tôi sẽ giảm cho các bạn 300.000, là 1.800.000, và giao hàng tận nơi miễn phí. Còn về đặt riêng lẻ từng bộ thì bộ nhỏ thì 900 và bộ lớn này là 1.200.000.
Và dự định đến Tết Nguyên Đán thì chúng tôi sẽ ra thêm hai bộ chậu ly, chiều cao khoảng là 90 và chiều cao một cái chậu lớn nhất là 1m2. Thì hai loại chậu ly này chúng tôi sẽ ra cận Tết, vì không có thời gian nên chúng tôi sẽ ra hai bộ này trước để cho các bạn làm. Các bạn có thể lên trang web là khuonchaodep.com để tìm hiểu, và có thể lên trang Facebook hoặc Zalo của tôi theo số điện thoại là 0164 961 9140, và có giá cả và những mẫu sản phẩm về chậu ly. Và nói thêm là về cái loại keo keo và màu sơn chậu đồng thì chúng tôi sẽ cung cấp bạn luôn là cái loại màu đồng. Màu đồng này thì chúng tôi mới pha chế thành công, thì các bạn có thể sử dụng để sơn chậu. Thì còn nếu mà bình thường thì các bạn có thể là sử dụng màu chuông của bên cơ sở mình cung cấp, thường khi thì cũng vẫn sơn được. Nhưng mà đối với các bạn nào thích màu đồng thì các bạn sẽ sử dụng màu đồng. Rồi các bạn theo địa chỉ đó thì chúng tôi sẽ liên hệ chúng tôi. Chào các bạn.